kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Tham nhũng ngàn tỷ thời ông Trọng sắp được lôi ra phục vụ hội nghị Trung ương 7. Cố tình lách luật, tạo điều kiện cho doanh nghiệp làm thất thu thuế của nhà nước hàng ngàn tỷ đồng, được doanh nghiệp lại quả biệt thự triệu đô. Tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng diễn ra dưới thời Bí thư Thành ủy Nguyễn Phú Trọng cuối năm 2004. Các cá nhân có liên quan là Phan Văn Khải, Nguyễn Công Tạn, Nguyễn Phú Trọng, Hoàng Văn Nghiên, Vũ Hồng Khanh. Gần 10 năm sau, hàng ngàn biệt thự bị phanh lại khi xin cấp sổ đỏ. Các cơ quan trung ương và Hà Nội đang đau đầu về vụ truy thu hàng ngàn tỷ tại khu đô thị lớn nhất và sang trọng nhất cả nước Sipucha, Phú Thượng, Tây Hồ. Sắp tới hội nghị Trung ương 7, vụ này lại được móc ra để Nguyễn Phú Trọng có việc làm. Nhằm giúp doanh nghiệp trốn mức thuế, sắp áp dụng từ mùng 1 tháng 1 năm 2005 đến ngày 14 tháng 12 năm 2014, Hoàng Văn Nghiên, Chủ tịch Hà Nội, dĩ nhiên là được Thành ủy đứng đầu là Bí thư Trọng bật đèn xanh, đã ban hành quyết định ưu tiên cho Sipucha nộp thuế theo mức đặc cách. Quyết định do Hoàng Văn Nghiên ban hành đã khiến cho nhà nước thiệt hại trên 3.000 tỷ đồng. Được hưởng siêu lợi nhuận này là nhà đầu tư bất động sản Sipucha. Phương pháp ông Nghiên, ông Trọng tính giúp cho Sipucha đến bây giờ đang gây ra tranh cãi lớn. Ngay tại Hội nghị Toàn quốc về chống thất thu thuế tháng 3 năm 2013, trường hợp Sipucha bị lộ tài chính dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng, nêu đích danh là vụ trốn thuế lớn nhất lịch sử Việt Nam và yêu cầu cơ quan chức năng sớm điều tra, truy cứu trách nhiệm cá nhân, kể cả có cán bộ hiện làm rất to. Dưới sức ép của phe phái, vừa qua, Hà Nội buộc phải ép Sipucha nộp lại 1.400 tỷ đồng trong số hơn 3.000 tỷ đồng đã bị tính sai. Hàng ngàn biệt thự triệu đô không được cấp sổ đỏ bởi Sipucha là đất thuê có thời hạn 50 năm. Hiện liên doanh bất động sản, kinh doanh khu đô thị Sipucha đứng trước bờ vực phá sản. Hàng trăm hecta đất vàng không sử dụng cả chục năm. Khu mua sắm Sipucha Mall nằm ở đường Lạc Long Quân khổng lồ, đang bỏ hoang là minh chứng cho sự lãng phí, tiêu cực khủng khiếp dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng. Để che giấu tiêu cực, hàng chục biệt thự triệu đô đã được biếu không cho các lãnh đạo tiền bối, kể cả là đã chết như Nguyễn Văn Chân, Trần Duy Hưng. Lại đem mảnh đất vàng Võng Thị ngay sát Hồ Tây hiến cho Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh lúc còn đương chức làm biệt thự riêng để chỉ đạo thanh tra chính phủ làm êm vụ Sipucha. Mảnh đất vàng này đã từng được cơ cấu cho một đại tướng lừng danh. Do việc chạy lễ này của Hà Nội mà đại tướng hiện vẫn lâm cảnh vô gia cư. Tất cả đều diễn ra dưới thời ông Trọng. Cái cơ sở cho cái phán đoán này là tại vì trong cái cơ cấu bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện tại đó, thì cái cơ quan cao nhất là bộ quyết định ra quyết định cao nhất là Bộ Chính trị. Thì còn cơ quan Ban Bí thư thì về mặt chức năng á, thì nó là cái cơ quan nó vận hành cái công việc hàng ngày của Đảng trong cái thời gian mà Bộ Chính trị hay là Trung ương Đảng nó không họp. Thì trong cái thành phần Ban Bí thư này á, thì có một số người là ủy viên Bộ Chính trị, còn một số người thì là chưa. Thì theo cái logic phân tích của em nữa, thì những cái người mà chưa phải là ủy viên Bộ Chính trị mà trong Ban Bí thư thì họ là cái giống như là lực lượng dự bị, tức là giống như là ủy viên dự khuyết. Thì đợi đến lúc có những cái thay đổi thì những cái người này sẽ được đôn lên. Ví dụ tương tự như là trong cái Ban Chấp hành Trung ương thì cũng có cái những cái ủy viên dự khuyết. Người mà chưa phải là ủy viên Bộ Chính trị thì trong nằm trong Ban Bí thư thì cũng có thể được coi là cái ủy viên Bộ Chính trị dự khuyết, và khi có các cái sự thay đổi thì họ có thể được đôn lên để mà trảm vào trong Bộ Chính trị. Và những người này theo em hiểu thì cũng là những cái người mà được cơ cấu từ trước, và nếu mà nhìn vào cái danh sách thì vừa rồi có hai cái người là được bổ sung vào Ban Bí thư là ông Trạc và ông Thắng đó. Dường như là người ta nhắm trước cho hai ông đấy vào Bộ Chính trị và đưa vào Ban Bí thư như là một cái gọi là bước đệm để mà chuẩn bị cho việc bầu hai ông để vào Bộ Chính trị. Thì nếu mà nhìn tổng thể về quy trình đó, thì bây giờ trong 180 ủy viên Trung ương đó, thì nếu như mà chọn ra ứng cử viên thì không có ai xứng đáng hơn mấy cái ông đấy. Tại vì là mấy ông đấy là thành viên Ban Bí thư thì họ trên những cái ủy viên bình thường, ủy viên Trung ương bình thường một bậc. Như vậy thì họ có cái lợi thế hơn. Là một cái phần không nhỏ trong Bộ Chính trị. Thì nếu những suy đoán này đúng thì những người này, những thành phần mới này mà chúng ta thấy rằng họ ít lâu nay cũng không có nổi tiếng lắm,
sẽ tạo được cái điều gì thay đổi trong cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với Việt Nam không? Không phải là không nổi tiếng, tại vì ví dụ là ông Nên là Chánh văn phòng Trung ương Đảng thì trước đấy cũng đã nhiều nắm nhiều cái chức vụ khác nhau, là phải Chánh văn phòng Thủ tướng chẳng hạn, hay là ông Nguyễn Hòa Bình thì cũng vậy, ở bên Viện Kiểm sát sang làm Chánh án tòa án tối cao, rồi ông Phan Đình Trạc thì được coi là cái ngôi sao đang lên, thì cũng trước đấy đã làm từ Nghệ An đi lên vân vân. Thì đúng là nếu mà xét với những cái người đã có trong bộ chính trị ấy, thì những cái người này là những cái người mà chưa nổi bật bằng, nhưng mà cũng có thể coi là họ là những cái người được cơ cấu để mà bầu vào bộ chính trị. Thì nhìn vào cái độ tuổi của họ thì đang đều trong cái độ tuổi vẫn có thể làm được tiếp một nhiệm kỳ sau nữa, rồi là họ cũng có những cái gọi là cái chuyên môn của họ nó phù hợp với những cái vị trí mà có thể là bộ chính trị họ muốn cơ cấu vào. Ví dụ như là ông Thắng chẳng hạn, thì có thể là do ông là xuất phát là bên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, thì ông có thể phù hợp cho cái nhiệm vụ tuyên giáo chẳng hạn, thì người ta có thể nhắm ông Thắng để thay ông Thưởng chẳng hạn, để trong trường hợp mà điều động ông Thưởng qua vị trí khác chẳng hạn. Hoặc là ông Trạc hay là ông Bình, ông Nên thì đều là có cái xuất thân từ công an chẳng hạn, thì nếu như mà có một cái vị trí nào đấy liên quan tới ví dụ là bên Bộ Công an hoặc là bên Nội chính chẳng hạn, là ở bên các cơ quan liên quan tới an ninh chẳng hạn, mà cần một cái vị trí thì họ có thể đưa những cái người này vào chẳng hạn. Thì cái vị trí này mặc dù là chưa có nổi bật bằng những cái ủy viên Bộ Chính trị, nhưng mà họ là những người mà có thể là đã được cơ cấu để mà chuẩn bị nắm những cái vị trí chủ chốt, nếu như không trong nhiệm kỳ này thì có thể là trong nhiệm kỳ sau. Chúng ta giả sử rằng họ là cái thế hệ sắp tới của giới lãnh đạo Việt Nam, thì cái đường hướng của Việt Nam đi sẽ như thế nào? Sẽ tiếp tục cởi mở về kinh tế, sẽ có khả năng cởi mở một chút về tư tưởng và chính trị không? Nghĩ là không có thay đổi nhiều, tại vì những cái người này nếu như được bầu vào Bộ Chính trị thì họ cũng sẽ làm việc cùng những cái ủy viên Bộ Chính trị khác, và có thể là những người có thâm niên cao hơn, và những này người này chỉ là những cái người mà trẻ hơn và được sắp xếp vào sau đó, thì họ vẫn có cái vị trí họ thấp hơn với so với những người đã có mặt trong Bộ Chính trị từ trước. Và như vậy thì nhiệm kỳ sau đó thì có thể những người này sẽ vào Bộ Chính trị, nhưng mà đồng thời cũng sẽ còn vẫn còn những cái bộ chính trị khác hiện tại, và học nhiệm kỳ sau họ vẫn còn đủ tuổi đủ điều kiện để làm tiếp, thì có lẽ là những cái người này trong nhiệm kỳ sau thì khó có thể mà ví dụ được vào trong tứ trụ chẳng hạn, cái khả năng đấy là rất là thấp. Thì chính vì vậy mà ảnh hưởng của họ đến cái đường hướng chính sách của quốc gia thì em nghĩ cũng là hạn chế thôi, không 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 có nhiều, mà cái đường hướng đấy nó sẽ quyết định nhiều hơn bởi những cái nhân vật mà sẽ nằm trong cái nhóm tứ trụ của nhiệm kỳ sau, mà những cái vị trí đấy thì có lẽ là chưa có phải là một cái cơ hội cho những cái người mới được bầu bổ sung, chuẩn bị được bầu bổ sung lần này. Nếu mà bầu bổ sung vô Bộ Chính trị thì cái khả năng đó có thể xảy ra trong cái cuộc họp Trung ương Đảng lần thứ 7 ngay sắp tới đây phải không? Vâng, kỳ họp lần thứ 7 ở đây đó là được coi là cái hội nghị giữa nhiệm kỳ của Đảng, thì một trong những cái nhiệm vụ của cái hội nghị giữa nhiệm kỳ đấy là chuẩn bị nhân sự, đường hướng về nhân sự cho cái đại hội Đảng lần thứ 13 sắp tới. Thì cũng giống như là cái giữa nhiệm kỳ lần trước đó, thì có bầu cho ông Nhân và bà Ngân vào Bộ Chính trị đó, thì sau đấy ông Nhân và bà Ngân thì cũng có những cái thăng tiến, thì cũng như vậy thì nhiệm kỳ này giữa nhiệm kỳ thì sẽ bầu thêm một số người này, thì cũng có thể là một vài trong số những người này cũng có thể có những cái thăng tiến trong tương lai. Thì như vậy thì có thể coi cái vấn đề nhân sự sẽ là một trong những cái nội dung chủ chốt của cái hội nghị Trung ương 7 lần này. Nếu mà chúng ta quan sát thấy cái quê hương của năm cái người trong cái danh sách mà mình giả định này á, thì thấy rõ ràng là họ xuất thân từ cả ba miền, thì liệu cái điều đó nó có ý nghĩa gì không trong cái việc cơ cấu? Thì trong cái hoạch định cái nhân sự đó, cơ cấu nhân sự của Đảng Cộng sản, thì họ có lưu ý tới cái vấn đề là cân đối cái vùng miền để làm sao có cái sự hài hòa giữa các vùng miền với nhau, tránh cái sự
chi phối của một vùng miền nhất định, hoặc là cái sự lép vế của một cái vùng Nam miền nào đấy, để tạo có những cái tình trạng như vậy thì có thể tạo ra cái sự mất đoàn kết, hay là làm trong nội bộ chẳng hạn. Thì chính vì vậy mà trong thành phần từ ban chấp hành trung ương tới bộ chính trị cho tới tứ trụ chẳng hạn, thì đều họ đều có cân nhắc tới cái yếu tố vùng miền. Tất nhiên là không thể tuyệt đối, mà cũng có thể có những cái trường hợp nó có thể là có một cái vùng miền nào đấy nó nổi trội hơn, nhưng mà nhìn chung thì họ có cái cân nhắc cái yếu tố đấy. Thì lần này thì năm người này có xuất thân từ những cái vùng miền khác nhau, thì cũng có lẽ là phù hợp với cái truyền thống lâu nay của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái công tác hoạch định cán bộ, trong cái công tác quy hoạch nhân sự của họ, nhất là cấp cao.